Chào mừng em đã quay trở lại với khóa học toán lớp 6 trên trang olm.vn Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về một số hình phẳng trong thực tiễn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến một nội dung quan trọng tiếp theo Chắc hẳn khi nhắc tới ngôi nhà hay các công trình xây dựng thì các em đã đều nghe tới những cụm từ như là diện tích phòng bao nhiêu mét vuông hay là giá một mảnh đất là bao nhiêu triệu đồng trên một mét vuông Với những em ở nông thôn thì chúng ta đã quen với hình ảnh những cánh đồng Ví dụ như các em đang quan sát trên màn hình, chúng ta có thể thấy các thửa ruộng gần như tương ứng với các hình chữ nhật. Và còn rất nhiều ví dụ khác trong cuộc sống nữa. Và chính xác, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ liên quan tới chu vi và diện tích của một số tứ giác chúng ta đã học. Bài số 3: Chu vi và diện tích một số tứ giác. Lần lượt chúng ta sẽ đến với các tứ giác. Đầu tiên, ở phần 1 sẽ là hình vuông, hình chữ nhật và hình thang với hình vuông và hình chữ nhật. Thầy có một hình vuông có cạnh bằng A và hình chữ nhật có chiều rộng là A và chiều dài là B. Khi đó, chu vi của hai hình này kèm đã được học ở tiểu học tất cả các hình phẳng thì chu vi đều bằng tổng độ dài các cạnh. Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau, do đó chu vi thầy ký hiệu là C sẽ bằng 4A với A là độ dài một cạnh. Còn với hình chữ nhật, chu vi sẽ là 2 nhân với tổng của A và B. Còn về diện tích, diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng thể ký hiệu bằng chữ S in hoa. Còn với hình vuông, diện tích sẽ bằng A bình phương. Đây là công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông cũng như hình chữ nhật. Các em ghi nhớ hai công thức này và chúng ta sẽ vận dụng ngay vào câu hỏi đầu tiên. Một mảnh vườn hình chữ nhật có các kích thước chiều dài là 9m và chiều rộng là 6m bắc nam làm hàng rào xung quanh khu vườn trừ đi phần cổng rộng 1m chính là phần này vậy chiều dài hàng rào cần dùng sẽ là bao nhiêu mét như vậy ở trong câu hỏi này hàng rào sẽ bao quanh khu vườn nên chiều dài của hàng rào chính bằng chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật này và tất nhiên kem phải trừ đi 1m của phần cổng cho nên Trước tiên các em tính cho thầy chu vi của mảnh vườn sẽ bằng bao nhiêu nhé. Chiều dài là 9 và chiều rộng là 6, nên chu vi sẽ là 2 nhân với tổng của 6 và 9, kết quả là 30 mét. Như vậy, chiều dài của hàng rào sẽ là 30 trừ đi 1 mét cộng là 29 mét. Tương tự như thế, vẫn với mảnh vườn vừa rồi, người ta chia ra mảnh hình chữ nhật màu tím này có diện tích là 12 mét vuông dùng để trồng hoa. Mảnh hình vuông màu xanh này là dùng để trồng cỏ và phần màu trắng còn lại chính là lối đi. Các em hãy tính diện tích lối đi sẽ bằng bao nhiêu mét vuông nhé. Ở bài này, chúng ta có 3 phần. Phần màu xanh, màu trắng và màu tím. Thầy lần lượt gọi diện tích của phần màu xanh trồng cỏ này là S1, phần màu tím là S2 và phần lối đi màu trắng là S3. Chúng ta sẽ thấy ngay diện tích S1 cộng S2 cộng với S3 sẽ chính bằng diện tích mảnh vườn hình chữ nhật. Do đó, kem áp dụng cách cộng diện tích như thế để chúng ta tìm diện tích lối đi. Ở đó S2 đề bài đã cho là 12 mét vuông. S3 chính là phần chúng ta cần tìm, cho nên kem chỉ cần tính được S, tức là diện tích mảnh vườn trừ đi diện tích S1 và 12m2 sẽ ra diện tích của lối đi. Do đó, bước đầu tiên, các em tính cho thầy diện tích mảnh vườn hình chữ nhật nhé. Mảnh vườn hình chữ nhật nên diện tích sẽ bằng chiều dài nhân chiều rộng, tức là 6 x 9 bằng 54m2. Tiếp theo, các em tính tiếp cho thầy diện tích của mảnh đất hình vuông, tức là phần màu xanh lá cây này. chúng ta đã biết một cạnh của mảnh đất chính là 6 m Do đó, diện tích mảnh đất hình vuông sẽ là 6 bình phương bằng 36 m vuông. Như vậy, diện tích phần lối đi chúng ta sẽ lấy diện tích mảnh vườn trừ đi phần S1 và trừ đi 12 m vuông. Kết quả sẽ là 6 m vuông. Đây chính là đáp án phần thứ hai của câu hỏi đầu tiên. Như vậy trên đây, chúng ta vừa vận dụng chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật và một số bài toán gắn với thực tiễn các em cũng có thể ghi nhớ sử dụng công thức này để tính toán chu vi và diện tích những đồ vật những hình thể mà các em quan sát được ở trong cuộc sống như diện tích của một viên gạch đá hoa mảnh sân mảnh vườn hay diện tích sàn nhà của em nhé